Em tên là Đặng Hoàng Nhân. Em hiện 26 tuổi, hiện ra là kỹ thuật điện tử. Dạ, còn em là Vương Kim Long. Em 27 tuổi. Em là bảo mẫu. Bảo mẫu hả mà? Kim Long nghĩa là vua rồng vàng. Dạ đúng rồi, tại em sanh năm rồng. Em mới nghe này, chắc có lẽ là cái ấn tượng ban đầu, anh đoán nha. Ấn tượng ban đầu của hai người khi gặp nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về chồng em. Nói về cái ấn tượng ban đầu á, thì em thấy bạn này là không có đẹp mà đọc. Mặt thì lúc đó mụn nhiều lắm chứ không được gì đâu. Với lại tính tình thì nói chung là nhân trai vậy á. Tại vì em với chồng em là học chung lớp điện tử. Nói chung lớp thì đông lắm anh, 80 người. Mà đặc biệt có mình em con gái thôi. Thì ngày đầu tiên đi học là thầy giáo nói không được em ơi, chắc em phải đổi lớp đi chứ không chịu nổi lũ yêu tinh này đâu. Thì em mới nói dạ thầy yên tâm, chưa biết ai yêu tinh đâu. Học chừng nửa tháng thôi là ăn hiếp hết nguyên lớp tụi em luôn. Đó, là 79 thằng kia là bị ban hiếp. Trong đó có mình em á là hiền nhất, mình ăn hiếp nhiều nhất. Lý do gì em ăn hiếp ông này? Anh biết sao không? Coi như mình á không có đẹp nhưng mà cái mình độc. Thật sự nếu mà nói về độc, anh phải công nhận em là một trong những cô dâu rất độc. Ở chỗ là thường cô dâu lên đang ngồi là em đang ngồi. Nói chung có mình em gái, thành ra là bao nhiêu bạn trai dù không thích em thì cũng hay thích ghẹo. Đó, mà đặc biệt bạn này thì không ghẹo anh. Tối ngày cứ nhìn em, cười, nhìn giống như bệnh vậy á. Thì hôm đó em quay mặt xuống thì thấy bạn này cười với em. Nhưng mà lúc đó là thấy bạn này đẹp trai. Với lại anh chị biết sao không, đá cầu giỏi lắm á. Rồi em hay xin bánh không bao giờ cho. Trong khi mấy thằng kia là sẵn sàng hiến dâng bánh cho em. Lý do tại sao không cho? Thì không phải là do em ích kỷ hay ham ăn không cho bạn này đâu. Thấy lúc đó bạn này thấy ghét lắm kìa. Ngoại hình thì đâu có được gì đâu. Mặt mụn mà, mắt thí nữa mà. Bạn ham ăn nữa. Thấy ai đã thắng á thì mới lại nhà tới xin bánh. Mà em đã thua là không thèm gì mà em luôn. Thua theo thôi chứ trời. Mình ghét, không cho ăn. Như vậy là theo câu chuyện kể của hai chồng bạn thì là em là người có cảm tình với anh này trước. Dạ đúng rồi. Vậy thì em là người tỏ tình anh này trước? Không, em không tỏ tình trước rồi nha. Em rủ đi chơi thôi. Tại em cũng thích anh này rồi. Đó, thì em mới rủ sinh nhật em là hai đứa đầm sen chơi. Ngày đó là hai bạn chính thức quen nhau? Dạ. Rồi, yêu nhau luôn, đúng không? Rồi bao lâu thì hai bạn mới quyết định là cưới nhau? Dạ không, quen được thời gian cái em thấy chán. Em mạnh mẽ cá tính, còn bạn này thấy yếu đuối quá. Coi như đúng là mới lớn, anh này mới 19 tuổi hả, em 20. Cái thấy chán, thấy hiền quá đi. Rồi em mới tìm cách giả bộ chia tay. Nhà em ở là con gái không à. Thì mấy chị con gái cũng chơi trò cũng ác lắm. Đè em xuống, dê xòm em cho em la sùm lên. Cái điện thoại thu âm lại. Bắt đầu điện qua cho chồng em. Chồng em nghe, bắt lên alo thì nghe ra ôi ơi này kia. Xong rồi cúp điện thoại, nhắn tin. Nhắn tin qua là xin lỗi anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Thì á, cái anh này cứ điện liên tục. Tự nhiên cái nghe bấm chuông em mới xuống. Em này đứng hỏi em có sao, em có bị làm gì không. Tự nhiên lúc đó thấy tội nghiệp quá chị. Thấy thương quá. Rồi cái em quay lại luôn, thấy là anh này thật sự chân tình với em. Em phải cảm ơn mấy người bạn của em á. Nhờ cái Lam mà có được hôn nhân ngày nay. Tại vì nghĩ là lúc đó là giống như là thực sự nếu mà nghe như vậy mà tưởng là mình bị như vậy mà vẫn chạy lên. Đúng rồi. Đó, bất cần thân thể luôn đi chạy lên nữa. Coi là có coi như 7 năm rồi đó chị, mà em vẫn nhớ cái đó. Mà có thể những anh chị bây giờ đi nước ngoài coi lại sẽ nhớ cái câu chuyện này. Nhiều khi với những tình huống như vậy mà tự dưng nó bật lên những cái cảm xúc mà mình không có lường được, đúng không em? Em mới chợt nhìn lại là em thấy là coi như bạn này thương em thật. Đúng rồi. Cái mà em cho rằng là bạn đó là trẻ con á, thì thực sự lại không phải như vậy. Đúng không? Thực ra người ta rất là sâu sắc. Rồi hai bạn yêu nhau thì đến bao lâu thì mới cưới nhau? Tốt nghiệp xong, ba mẹ tụi em mới quyết định là cưới. Hai gia đình cũng đã biết nhau rồi. Không may thì 6 tháng sau thì mẹ chồng em bị ung thư. Thì vợ em á là một tay lo cho mẹ em hết. Còn nhà em chăm sóc cả ngày lẫn đêm suốt một tháng cho bệnh viện ung bú ấy, thì ai cũng nói em là con gái đó, không ai nói là con dâu hết đó. Thì ba chồng với mẹ chồng nghe vậy đó thích. Đó, thành ra là nhân dịp mà mẹ em vô thăm á là xin cưới em luôn. Mà lúc mà xin cưới em thì em lại suy nghĩ khác nữa, không chịu. Ây cha. Lúc mà Long chăm sóc mẹ em á thì mấy người ngoài ta cũng nói ra nói vào. Em cũng có phần lung lay, nhưng mà thật sự là rất là may mắn em có một người mẹ rất là tuyệt vời. Chính mẹ là người động viên em á là nghỉ làm đi nuôi mẹ chồng ha. Xong rồi lúc mà cưới hỏi thì mẹ nói với em vậy nè, mẹ biết là con phân vân, kể cả mẹ cũng không muốn con gái mẹ khổ, nhưng mà con nghĩ đi, nếu đặt trường hợp lại là mẹ là mẹ bệnh đi mà nhân nó bỏ con thì con nghĩ như thế nào ha. Thứ nhất ha, thứ hai nữa có thể là con gặp một người khác giàu có hơn, nhưng mà người đó có thương con thật lòng như nhân hay không. Rồi thứ ba nữa mẹ nghĩ vậy nè, ở đời có đức mặc sức mà ăn.
Khi nghe câu đó xong là em gật đầu cưới liền. Đúng rồi. Tại vì đúng là mẹ em mới là cái người mẹ mà thương con thực sự á, mà thương đúng cách luôn, thương mà thương sáng suốt á. Có cho em ba cái lời khuyên như vậy. Quá là hay. Em nói thiệt chị nha, mẹ trời, mẹ chồng em, mẹ ruột em giống hai chị em chứ không phải là bà xui. Nói chung là anh nghĩ là hai bà mẹ sau khi xem xong chương trình chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ sức khỏe của mẹ em bây giờ như thế nào? Cưới về tụi em có đem lại một niềm vui cho mẹ em, có thể nói là niềm vui lớn nhất từ trước giờ, đó là tụi em có một đứa con nên mẹ em có cháu. Tại vì mẹ nghĩ mẹ sẽ chết không ẵm được cháu. Đó, mà giờ là quấn quýt bên mẹ hả? Mà cái mặt mà y chang mà nội luôn. Bây giờ sức khỏe của mẹ em càng ngày càng tốt hơn. Sức khỏe càng ngày càng tốt, đúng không? Thực ra cái bệnh ung thư đó, cái tinh thần là cái quan trọng nhất. Dạ đúng rồi chị. Sẵn đây thì qua chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận xin đại diện cho chị Hồng Vân cùng với ekip chúc cho bác dồi dào sức khỏe để sống cùng với con cháu. Dạ, cảm ơn chị. Em xin bổ sung thêm là cả quý vị khán giả nữa. Cái tiếng vỗ tay như vậy đó là một cái sự ủng hộ và mong rằng sức khỏe của bác gái sẽ tốt. Bây giờ trở lại đời sống vợ chồng của hai bạn. Em còn điều gì để mà em phàn nàn về cái người vợ của mình không? Sau khi cưới về á, cái mà em ghét nhất á là bừa bộn quá. Cái tính thứ hai á là nói chuyện thẳng thắn quá. Nhiều khi á làm cho cái người đối diện, người nghe á vợ ý. Thẳng quá, nhiều khi đôi khi dễ nào, chuyện mất lòng đúng không? Có ai nào là mất lòng phụ huynh người chưa? Thân trong gia đình không? Dạ có. Thì hôm đó là vợ em cũng giữ bé, để bé té. Thì bà nội mới chạy lên, bà nội nói cẩn thận đừng để bé té hoài, không có tốt. Thì bà nội vừa mới bước xuống cầu thang trên tay nghe cái rầm cái nữa. Trời. Bà nội mới lên, bà nội tức quá tại vì xót cháu mà. Nói là con giữ vậy hoài á, chắc là bé nó điên luôn á con. Thì vợ em mới hẳn tính, vợ em mới nói câu là mẹ em rất là buồn. Con giữ thì ba mẹ nói vậy, chứ ba mẹ giữ nó té, ba mẹ không nói đi. Không, xí xí cho em nói này nè. Nghĩa là anh muốn không có không đúng. Để em nói. Ôi trời tui. Ừ vậy nè, thì con nít mà chị, nhiều khi em vừa xây qua đây là nó đã chơi cái rầm rồi. Thì lần đầu mẹ lên nhắc, lần thứ hai nữa, tự nhiên mới vừa xây qua nữa nó quất vô tường một cái đùng. Đó, thì bắt đầu mẹ mới chạy lên, mẹ nói trời ơi con ơi, trời ơi chắc nó điên quá con ơi. Thì lúc đó em là mẹ nó, chị nên nghĩ thì mẹ là người thương con. Mình đã thấy nó té mình đau lòng rồi. Mà nghe cái câu là bị điên nữa, em tự ái chứ không. Thì em mới nói là ba mẹ giữ cũng té thôi, ba mẹ không nói. Mà con giữ té thì ba mẹ lại nói. Anh phải nói cái giọng nhỏ lại, chứ em đâu phải nói giọng như anh đâu. Con nói cái giọng nhỏ lại chứ mà. Trời ơi, truyền hình bị gì em anh chị ơi. Đó, em nói giọng nó nghe lễ phép hơn, hiểu không? Chứ không phải em nói kiểu mà nó thẳng thắn như vậy. Đó, khi nói xong em cũng thấy em cũng dữ dằn thiệt. Thì đó? Mẹ chồng với ba chồng đi xuống luôn. Thì chồng em về em cũng nói với chồng em là như vậy. Xong rồi chồng em lại cũng ôm em, hôn em. Rồi nói là thôi em ơi, mẹ lớn tuổi rồi, với mẹ bệnh vậy nữa. Em đã thương mẹ thì em thương cho luôn đừng đi. Giờ mẹ thương cháu thì mẹ mới la em vậy thôi. Thôi xuống nói chuyện với mẹ một tiếng. Hồi suy nghĩ là thấy cũng đúng. Mẹ thương cháu thì mới nói vậy. Thì em mới chạy xuống mới nói là mẹ, hồi nãy á, con nói vậy á, con không ý gì đâu nha mẹ nha. Tại vì hả, con giữ nó cũng đâu muốn nó té đâu. Mà mẹ nói con vậy thì con cũng tức chứ bộ. Cái mẹ chồng em nói không, thì mẹ thương cháu thì mới nói vậy thôi. Thì con nói vậy thì mẹ cũng hơi buồn. Thôi nhưng mà mẹ biết tánh con mà. Tánh con thì có sao nó vậy à. Thì thôi mất con giữ nó cẩn thận chút. Đó, em mới ôm mẹ chồng em. Rồi đó, hai mẹ chồng huệ. Trời, hai mẹ huệ vậy thôi. Anh hỏi vậy đó. Nếu như cho em một điều mong muốn vợ em phải thay đổi thì em mong muốn đó là điều gì? Nề nếp lại để em đỡ cọ. Có điều thôi, nề nếp lại đúng không? Dạ. Bây giờ bà Tiên cho vợ một điều ước thì vợ ước cái gì? Nói nhiều lên chút. Để em nói không mà hàng xóm ai cũng nói em ăn hiếp chồng. Không em, nó phải vậy. Bên này nhiều, bên này phải ít đó, đúng không? Dạ. Trời ơi, thực ra cái gia đình của bạn bây giờ đang rất là hoàn hảo còn gì nữa. Hai chị xui là như hai bà bạn. Con dâu thì vừa là dâu vừa là con gái. Đó rồi vợ chồng thì yêu thương nhau. Trời ơi, chồng muốn vợ thay đổi cái chút xíu xíu thôi là bớt bừa bộn thôi. Cái đó làm 30 giây đúng không? Không phải đâu chị, tại vì em quá nhiều tật xấu. Mà cái tật xấu của em anh thấy với chồng em đó, là dù em có xấu bao nhiêu chồng em cũng giang tay đón nhận hết, bởi vì chồng em rất là hạnh phúc với người vợ. Dạ là tuyệt vời nhất, đúng không em? Vợ mình tuyệt vời, chồng mình tuyệt vời, chúc chồng và chồng tuyệt vời. Con này vừa nhìn con nít xíu à, cưa dính rồi bỏ chứ không có là ý định lâu dài. Đỡ thích anh làm sao? Thì anh này ảnh hết hồn, ảnh giật cái mền, ảnh chùm lên đầu em.